Bắt đầu nội dung tin tức COVID-19 hôm nay là một số thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị, hôm nay số ca mắc mới COVID-19 của tỉnh Cà Mau đã phần nào hạ nhiệt, giảm so với ngày hôm qua 565 ca. Toàn tỉnh ghi nhận 498 ca và tiếp tục ghi nhận 5 trường hợp tử vong. Trong 498 ca mắc mới ghi nhận trong hôm nay có 52 ca qua lấy mẫu xét nghiệm real-time PCR, còn lại 446 ca qua test nhanh COVID-19, trong đó có 446 ca ghi nhận trong cộng đồng. Thành phố Cà Mau có số ca mắc nhiều nhất với 163 ca, các huyện còn lại chỉ ghi nhận vài chục ca. Như vậy, kể từ đợt dịch thứ tư bùng phát đến nay, Cà Mau ghi nhận tổng số 38.151 ca mắc COVID-19, 23.329 trường hợp điều trị khỏi ra viện và 178 trường hợp tử vong. Theo quyết định công bố cấp độ dịch COVID-19 quy mô cấp xã, phường, thị trấn trừ khu vực phong tỏa có hiệu lực thi hành từ 0 giờ ngày 4 tháng 1 năm 2022, tỉnh Cà Mau có 82 trên 101 đơn vị cấp xã thuộc cấp độ 3 vùng cam về dịch bệnh COVID-19. Như vậy, theo quyết định mới công bố, trong 82 đơn vị cấp xã thuộc cấp độ 3, có 12 đơn vị ấp khóm thuộc cấp độ 4. Toàn tỉnh chỉ còn 19 đơn vị cấp xã thuộc cấp độ 2 vùng vàng. Tất cả các đơn vị cấp xã của thành phố Cà Mau và các huyện Cái Nước, Trần Văn Thời đều thuộc cấp độ 3. Thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch 2022, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan đơn vị tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là tại các điểm tham quan du lịch, sân bay, bệnh viện, chợ và siêu thị. Bên cạnh đó, không tổ chức các sự kiện tập trung đông người, tổ chức tiêm vaccine, đảm bảo thuốc và oxy y tế, giám sát dịch và chăm sóc điều trị người nhiễm virus SARS-CoV-2 ngay tại cơ sở. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo Sở Y tế tăng cường các giải pháp chuyên môn giám sát dịch bệnh, nhất là biến chủng Omicron, để ứng phó hiệu quả, phù hợp. Để chấn chỉnh việc kinh doanh thuốc điều trị COVID-19 đảm bảo sử dụng thuốc đúng chỉ định, Sở Y tế tỉnh Cà Mau vừa có công văn yêu cầu các cơ sở kinh doanh thuốc chấn chỉnh việc mua bán thuốc phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở kinh doanh thuốc phải thực hiện nghiêm các quy định về bán thuốc kê đơn, bán thuốc không kê đơn, các loại thuốc kháng sinh, kháng viêm, kháng đông, một số loại thuốc giảm ho và các thuốc phải kê đơn, không tự bán nếu không có đơn thuốc của bác sĩ. Các thuốc trên nếu dùng không đúng chỉ định có thể gây nguy hiểm tới sức khỏe người bệnh. Các thuốc kháng đông không được Bộ Y tế cho phép dùng trong điều trị ngoại trú cho người nhiễm COVID-19 tại nhà. Do đó, cơ sở kinh doanh thuốc cần phải lưu ý khi bán theo đơn các loại thuốc này. Chỉ tư vấn hướng dẫn sử dụng các nhóm thuốc không kê đơn, các thuốc hạ sốt, giảm đau, thuốc cân bằng điện giải, thuốc hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng sức đề kháng, thuốc sát khuẩn hầu họng là các thuốc dùng trong điều trị ngoại trú cho người nhiễm COVID-19 tại nhà. Chi trả kịp thời, đầy đủ, không để sót đối tượng, đó là chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với các cơ quan đơn vị có liên quan trong việc chi hỗ trợ cho các lực lượng tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh đã qua, tỉnh Cà Mau đã kêu gọi vận động các lực lượng cộng tác viên, tình nguyện viên, đặc biệt là lực lượng F0 đã hoàn thành điều trị để tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Việc giải quyết các chế độ chính sách cho các lực lượng này cũng có quy định chi tiết cụ thể. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Y tế tỉnh hướng dẫn các cơ quan đơn vị thực hiện theo quy định, không để sót đối tượng, chế độ hỗ trợ, không để các đối tượng lợi dụng các chế độ để trục lợi. Từ hôm nay, người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine hoặc là đã khỏi bệnh COVID-19 sẽ tự theo dõi sức khỏe ở nơi lưu trú 3 ngày thay vì phải cách ly tập trung 7 ngày. Trong 3 ngày đầu kể từ ngày nhập cảnh, tự theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú, không được tiếp xúc với người xung quanh, không được ra khỏi nơi cư trú. Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp real-time PCR ngày thứ nhất và ngày thứ ba kể từ ngày nhập cảnh. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, tiếp tục theo dõi sức khỏe đến hết 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Trường hợp kết quả xét nghiệm dương tính thì xử lý theo quy định. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin COVID-19 hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.